Xin chào tất cả mọi người. Grammar en dialogue, tức là chúng ta học ngữ pháp qua các bài đối thoại. Và trong bài đối thoại mà chúng ta sắp học bây giờ, người ta sẽ đề cập tới một vấn đề ngữ pháp tuy không quá khó, không quá phức tạp, nhưng mà đôi khi cũng gây cho người học một chút bối rối, một chút lẫn lộn nếu chúng ta không hiểu rõ và chúng ta không để ý. Đó là sự phân biệt giữa se, ilia và ille. Tôi vừa mới nói đây là vấn đề không quá khó nếu chúng ta để ý một chút là xong, nhưng mà nếu mà chúng ta không để ý hoặc là không được giải thích thì sẽ lẫn lộn. Và vấn đề này được đề cập trong khá nhiều các sách giáo khoa cũng như là trên mạng YouTube, trong cuốn sách mà tôi hay dùng để hướng dẫn bài tập cho các học viên của tôi là cuốn sách về ngữ pháp Grammaire du Français, có 600 bài tập. Grammaire progressive du français có 600 bài tập. Thì ở bài số 9 cũng đề cập tới cái vấn đề sự khác biệt, phân biệt giữa se và ilia. Và nếu các anh chị đi vào trong YouTube, các anh chị gõ cái chữ se và ilia thì cũng sẽ ra khá nhiều clip để phân biệt cái chữ này. Chứ bây giờ chúng ta sẽ coi cái này ở trong một bài, ở trong một cái bài dialogue. Và chúng ta sẽ thấy có khi dùng là se, có khi là dùng ilia. Và tôi đã ghi một số câu đầu tiên ở trên bảng như sau. Jérôme et la géographie. Jérôme là tên của một người phái nam. Ở đây là một em nam sinh. Nó nói chuyện với ba nó là Monsieur Ala về vấn đề địa lý, la géographie, về môn địa lý. Thì nó nói với ba nó như thế này. Ba, dis-moi papa, la Finlande, c'est un beau pays. Nước Finlande là nước Phần Lan, có phải là một quốc gia đẹp hay không? Thì ba nó trả lời là oui, bien sûr, c'est un très beau pays. Dĩ nhiên rồi, đây là một quốc gia rất là đẹp. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Có hàng trăm những cái hồ và những cái cánh rừng. Như vậy trong hai câu vừa qua chúng ta thấy có chữ se và ở bên dưới là il y a. Thì Jérôme mới hỏi tiếp. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo. Và thủ đô của nước Phần Lan đó là Oslo, phải không ba? Quoi? Oslo? Mais non. Cái gì? Con nói Oslo hả? Không phải. Ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Không phải đâu con. Oslo là thủ đô của nước Na Uy, còn thủ đô của nước Phần Lan đó là Helsinki. Jerome đưa ra một cái thông tin như vậy thì bị ba nói là không chính xác. Thì nói c'est difficile. Nó nói là khó quá, c'est difficile. Thì ba nói là no, không có khó đâu, c'est difficile. Mais non, ce n'est pas difficile. Rồi nó nói là chán quá, c'est ennuyeux. Học địa lý chán quá. Ba nói ngược lại, au contraire, c'est passionnant. Như vậy qua mấy câu ngắn ngủi này chúng ta thấy có khi người ta dùng se, có khi lại dùng ilia, thì chúng ta phân biệt như thế nào? Xin mời các anh chị coi ở bên tay phải của chúng ta. Se đó là đi với một danh từ số ít, và c'est la capitale đi với một danh từ số ít. Nếu mà số nhiều thì ce sont, nếu phủ định đi thì là ce n'est pas hoặc là ce ne sont pas. Như vậy chữ se với các cái dạng số nhiều và phủ định của nó dùng để làm gì? Dùng để xác định, dùng để tức là nói lên một cái tính chất đó, xác định. Chẳng hạn như là c'est ma classe, đây là lớp học của tôi. Hay chúng ta chỉ một người đàn ông, c'est mon voisin, đây là người hàng xóm của tôi. Ví dụ như vậy. Và nếu là số nhiều chúng ta dùng ce sont. Tôi lấy ví dụ như là ce sont mes papiers, đây là các giấy tờ tùy thân của tôi. Ma carte d'identité, thẻ căn cước công dân. Mon permis de conduire, giấy phép lái xe. Rồi ma carte grise, thẻ chủ quyền xe. Ce sont mes papiers, đây là các giấy tờ của tôi. Chúng ta thấy đi một danh từ số nhiều thì ce sont, danh từ số ít thì là xe. C'est mon téléphone, đây là điện thoại của tôi. Một vật số ít thì chúng ta dùng xe. Ce sont mes papiers, đây các giấy tờ của tôi, thì dùng ce sont đi với danh từ số nhiều và phủ định đi là ce n'est pas, ce ne sont pas. Chúng ta còn dùng xe để tự báo mình, tự loan báo mình. Ví dụ tôi nhận được một cú điện thoại, tôi mở ra thì bên kia nói là c'est moi, mình đây, tôi đây, nói tên Pierre hoặc gì đó. Hoặc là c'est moi, ouvre-moi la porte,
tôi đây mở cửa cho tôi, cổng nhà tôi ở khá xa thì người ta gọi điện thoại tới, mình đây mở cửa cho tôi. Như vậy là để loan báo tôi đây. Đó là trường hợp thứ nhất, dùng xe, xe để identifier, để phân biệt, để phân loại ra. Chúng ta dùng ilia để nói lên một sự hiện hữu, sự có mặt, có hiện hữu. Chúng ta lấy ví dụ như là ở trong phòng này có một cái kệ. Dans cette salle, il y a une étagère. Ở trong góc anh chị không có thấy. Nó một cái kệ sách. Dans cette salle, trong cái phòng này, il y a có une étagère, có một cái kệ. Rồi chúng ta lại nói trên cái kệ này có nhiều sách. Sur cette étagère, il y a beaucoup de livres. 4-5 tầng. Sur cette étagère, il y a beaucoup de livres. Như vậy, nói lên sự hiện hữu. Trong phòng này có một cái kệ sách. Trên cái kệ này có nhiều sách, nhưng mà không có từ điển. Mais il n'y a pas de dictionnaire. Như vậy để phủ định thì chúng ta để ý il n'y a pas de. Phủ định của il y a là il n'y a pas, nhưng mà là phải đi với de. Il n'y a pas de dictionnaire. Nhưng mà trong cái kệ này lại không có từ điển. Có nhiều sách lắm mà tôi tìm từ điển thì tôi không có thấy. Như vậy il y a là để nói lên sự hiện hữu, có mặt. Đó là sự khác biệt. Ở trên thì là để identifier, để mà định danh, để mà phân loại ra. Ở dưới thì nói về sự có mặt, il y a. Và bây giờ nói về chữ il est. Il est thì có thể đi với tính từ, có thể đi với danh từ. Il est đi với tính từ thì nói lên một tính chất. Ví dụ, c'est mon téléphone, đây là cái điện thoại của tôi. Il est petit, nó rất là bé. Tôi thích các cái điện thoại bé bé như thế này, tôi không thích loại to. Thứ nhất là vừa đắt mà tôi cũng không thích loại to. Nếu là to thì tôi dùng iPad, chứ còn tôi không thích cái điện thoại to quá, để trong túi nó bất tiện. C'est mon téléphone, để giới thiệu đây là điện thoại của tôi. Il est petit, nó bé. Et il est vieux, và nó cũ rồi, lâu lắm rồi, cả chục năm. Như vậy il est đi với một tính từ. Il est có thể đi với danh từ là để nói về nghề nghiệp. Chẳng hạn là c'est mon voisin, ông này là ông hàng xóm của tôi. Il est technicien, ông ta là kỹ thuật viên. Il est technicien, il est docteur, il est ingénieur, il est commerçant, ông ta là người buôn bán. Thì nói lên cái nghề nghiệp của ông ta. Như vậy chúng ta thấy il est có thể đi với tính từ phẩm chất đó. Rồi có thể đi với danh từ, và danh từ này nói lên nghề nghiệp. Như vậy qua cái phần phân loại, phân biệt như thế này, chúng ta thấy rõ ràng xe đi một danh từ số ít và để phân loại. C'est la capitale de la Finlande, đây là thủ đô của nước Phần Lan. Hoặc là không phải, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. Oslo không phải là thủ đô của Phần Lan, mà là thủ đô của Na Uy. Se hoặc là ce n'est pas, là chúng ta đã thấy chữ se rồi nhé. Rồi il y a thì đấy, nói lên sự hiện hữu. Ở bên Phần Lan, cái quốc gia xinh đẹp này, có hàng trăm cái hồ và những cánh rừng. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Chúng ta vừa mới để ý như vậy. Và đây là một vấn đề như tôi đã nói lúc đầu, nó không quá khó, nhưng mà chúng ta để ý một chút. Xe dùng trong trường hợp nào, il y a dùng trong trường hợp nào, rồi il est là dùng trong trường hợp nào, thì chúng ta sẽ coi còn xuất hiện tiếp tục ở trong bài đọc phía sau. Đề tựa của bài giao tiếp này đó là Jérôme et la géographie. La géographie là môn địa lý. Jérôme là tên của một đứa bé trai. Đây là một em học sinh. Em học sinh nói chuyện với ba nó. Ba nó tên là Monsieur Alain. Và trong bài này chúng ta sẽ học được 10 từ ngữ mới. Đi papa, la Finlande, c'est un beau pays. Đây là câu hỏi chúng ta lên giọng ở cuối câu. Đồng từ dire có nghĩa là nói. Ở đây chúng ta không dịch là nói. Này ba ơi, papa là cách một đứa nhỏ nó hỏi ba nó. Papa, ba ơi, la Finlande, nước Phần Lan, c'est un beau pays, là một quốc gia đẹp phải không? La Finlande là tên của một quốc gia ở Bắc Âu, và tên của các quốc gia tận bồng ký tự ơ thì đều là giống cái La Finlande. Ba nó trả lời oui bien sûr, đúng rồi, dĩ nhiên rồi. C'est un très beau pays, đây là một quốc gia rất đẹp. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Chúng ta học ba chữ mới. Une centaine là khoảng 100, le lac là cái hồ, và la forêt là cái rừng. Nó có khoảng 100, nó có nhiều trăm hồ và rừng.
Danh từ in sang tên là khoảng 100. Và chúng ta học thêm in đi gen là khoảng 10. In vang tên là khoảng 20. In khoang tên là khoảng 30. Khoảng 1.000 là ai milie. Như vậy đây chúng ta có in sang tên là khoảng 100. Và đề sang tên ở trong bài này là hàng trăm, tức là nhiều trăm. Có nhiều trăm cái hồ ai lắc và cái hồ in phore là cái rừng. Monsieur Alain là bao của Jérôme trả lời là đúng rồi, c'est un très beau pays, đây là một quốc gia rất đẹp. Il y a des centaines de lacs et de forêts, có hàng trăm những cái hồ và những cái rừng. Jérôme hỏi tiếp, et la capitale de la Finlande, c'est Oslo, và thủ đô của Phần Lan là Oslo phải không? Ba nó trả lời, qua Oslo, mais non, qua là cái gì? À, tức là bạn đã nghe không rõ. Cái gì? Oslo hả? Mais non, nhưng không phải. Ce n'est pas la capitale de la Finlande. Ce n'est pas, đó không phải là la capitale de la Finlande. Oslo, đó không phải là thủ đô của nước Phần Lan. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Thủ đô của Phần Lan đó là Helsinki. C'est difficile la géographie. Jérôme hỏi một câu thì đã thấy sai rồi, do đó nó nói là ôi, môn địa lý sao khó quá. Ba nó trả lời, mais non, không đâu, ce n'est pas difficile, không có khó. Jérôme nói tiếp, c'est ennuyeux, không khó nhưng mà chán quá. Ennuyeux là gây cho người ta chán, gây cho người ta buồn. Ba nó trả lời, au contraire, ngược lại, c'est passionnant, rất là lý thú. Đây là hai tính từ có ý nghĩa trái ngược nhau. Ennuyeux là gây cho người ta chán, làm cho người ta buồn phiền. Trong khi passionnant là làm cho người ta say mê, có nghĩa là rất là lý thú. C'est un vrai voyage. Thực sự là một cuộc đi du lịch. Il y a des pays différents. Có những quốc gia khác nhau. Des cultures différentes. Có những nền văn hóa khác nhau. Des langues. Có những ngôn ngữ, des coutumes variées, những tập tục, thói quen, phong tục, đa dạng. Đây chúng ta thấy có danh từ culture là nền văn hóa, langue là ngôn ngữ, coutumes là phong tục, tập quán. Une culture là nền văn hóa, une langue là một ngôn ngữ, la coutume là phong tục, tập quán. Jérôme hỏi tiếp, même en Europe, ngay ở trong châu Âu cũng như vậy hả? Bien sûr, đúng rồi. Regarde dans l'Atlas, là il y a l'Europe. Con hãy nhìn vào trong cuốn Atlas kìa. Có, ở đây là bản đồ của châu Âu. Jérôme hỏi, il y a combien de pays en Europe? Ở đây chúng ta phải đọc nối. Europe là một châu Âu, là một châu, là châu Âu, là một trong năm châu lục. Và các châu lục thì cũng tận cùng bằng ơ, do đó người ta cũng coi như là một danh từ giống, là một danh từ giống cái và phải dùng dưới từ o, en Europe. Và ký tự em ở đây không phát âm là em mà phát âm là n. Il y a combien de pays en Europe? Ở bên châu Âu có tất cả là bao nhiêu quốc gia? Ba nó trả lời, dans la communauté européenne. Con muốn hỏi ở trong cộng đồng châu Âu phải không? Maintenant, il y a 25 pays. Hiện nay có 25 quốc gia. Ký tự ở trong chữ maintenant không phát âm. Maintenant, il y a 25 pays. Jérôme hỏi tiếp, il y a combien de langues? Có bao nhiêu ngôn ngữ? Ông Alain trả lời, il y a au moins 20 langues différentes. Có ít nhất là 20 ngôn ngữ khác nhau. Au moins là ít nhất. Và ông ta kể ra, le finnois, tiếng Phần Lan, le tchèque, tiếng Tiệp, l'allemand, tiếng Đức, le français, tiếng Pháp, l'anglais, tiếng Anh, l'italien, tiếng Ý, l'espagnol, tiếng Tây Ban Nha. Tu veux apprendre une langue étrangère? Une langue là một ngôn ngữ, étrangère là nước ngoài, một tiếng nước ngoài. Con muốn học một tiếng nước ngoài phải không? Oui, pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Đúng rồi, tại sao lại không học tiếng Tây Ban Nha nhỉ? Rất là dễ.
No, mon garçon, không con trai ơi, l'espagnol c'est beau, mais ce n'est pas facile. Tiếng Tây Ban Nha là một ngôn ngữ rất là đẹp, nhưng không có dễ học. Và bây giờ có tiếng bấm chuông ở ngoài cổng, un son à la porte. Bà nó đi ra cổng, đi ra cửa và thấy, và nói, c'est Virginie. À, đó là Virginie, và ông chào, bonjour Virginie, chào cháu Virginie. Bonjour monsieur, salut Jérôme, cháu chào bác, chào Jérôme. À, nó chào người lớn thì nó chào là bonjour, còn đối với bạn bè thì chào một cái thân mật là salut. Bonjour monsieur, salut Jérôme, dis-moi ce soir à la télé, il y a un film de science-fiction. Dis-moi là nói cho tôi, nhưng mà chúng ta không có dịch như vậy. Này, tối nay ở trên TV có một cuốn phim về khoa học giả tưởng, la science fiction, la science là khoa học, la science fiction, khoa học giả tưởng. Tu veux venir à la maison pour le voir? Bạn có muốn tới nhà tôi để xem phim đó không? Jérôme hỏi, il n'y a pas de match ce soir, tối nay không có trận bóng đá phải không? Il n'y a pas de, có giấy từ de, mais non, le match c'est demain. Không, tối nay không có bóng đá, đó là ngày mai. Alors, tu viens, vậy thì bạn tới chứ? Và đây là bản đồ của Liên minh châu Âu có tất cả 25 quốc gia. Ở trước hết chúng ta thấy phần màu hồng đây là nước Pháp, đi xuống phía nam là Tây Ban Nha, đi qua chạy qua phía tây nữa là Portugal, là Bồ Đào Nha, đi xuống phía nam ở bên tay phải đó là nước Ý, Italy, và đây là Suisse, một cái mảng nhỏ nhỏ chỗ này là Suisse, màu xanh này là L'Allemagne, nước Đức, nước Bỉ, Hà Lan, và đi lên trên chúng ta thấy có ba nước Bắc Âu và Finland mà chúng ta thấy ở trong bài này nó nằm ở phía màu đỏ lên, nó nằm ở phía bên tay phải giáp với nước Nga, ở giữa là Thụy Điển và bên tay trái là Na Uy, và nằm ở ngoài biển là nước Anh. Như vậy ở trong bài này Jérôme hỏi ba nói là ba Oslo có phải là thủ đô của Phần Lan không? Oslo là thủ đô của Na Uy, thủ đô của Phần Lan là Helsinki. Bây giờ tôi xin đọc lại một lần nữa, đọc rất chậm để cho các anh chị nào cần theo dõi thì có thể kịp theo dõi, rồi sau đó chúng ta theo đường dẫn để nghe trong bài phần audio. Trong phần audio thì người ta nói rất là nhanh, bây giờ tôi đọc rất là chậm. Jérôme et la géographie. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays? Oui, bien sûr, c'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo? Quoi, Oslo? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Ouh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues et des coutumes varié, même en Europe. Bien sûr, regarde dans l'Atlas, là il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe? Dans la communauté européenne, maintenant il y a 25 pays. Il y a combien de langues? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère? Oui, pourquoi pas l'espagnol? C'est facile. Non, mon garçon, l'espagnol c'est beau, mais ce n'est pas facile. On sonne à la porte. C'est Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour monsieur. Salut Jérôme, dis-moi, ce soir,
à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu peux venir à la maison pour le voir? Il n'y a pas de match ce soir, mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens? Phần ngữ pháp ở trong bài này đề cập tới chữ il y a là có và se là để giới thiệu. Il y a phủ định là il n'y a pas de. Chúng ta thấy là cần phải có chữ de, trong khi se phủ định là ce n'est pas. Il y a, il n'y a pas de. Se, ce n'est pas. Ví dụ, il y a un problème, có một vấn đề. Il n'y a pas de problème, không có vấn đề gì hết. Và chúng ta nhớ phải để dưới từ de vào chỗ này. Se, ce n'est pas. Se mercredi soir. Bây giờ là tối thứ tư. Ce n'est pas joli, không đẹp. Và chúng ta thấy se là khẳng định, ce n'est pas là phủ định. Paris, c'est grand. Paris thì rất là lớn. Ce n'est pas la capitale de la Finlande. Đây không phải là thủ đô của nước Phần Lan. Công thức qu'est-ce que c'est? Thì chúng ta trả lời là se, hoặc là danh từ số nhiều thì là ce sont. Qu'est-ce que c'est? C'est un film de science-fiction. Đây là một cuốn phim khoa học giả tưởng. Ce sont des livres de Jérôme. Đây là những cuốn sách của Jérôme. Như vậy để trả lời cho qu'est-ce que c'est, thì chúng ta có se nếu đi một danh từ số ít, ce sont nếu đi với một danh từ số nhiều. Và chúng ta để ý không phát âm ký tự ở đây. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Để hỏi người ai đó thì chúng ta có thể hỏi là qui est hoặc là c'est qui. Qui est là ai đó. Và chúng ta đảo ngữ qui est ai đó, hoặc là không đảo ngữ c'est qui và trả lời là c'est. Qui est c'est Virginie. Đó là Virginie. Đây là một danh từ số ít, một người. Chúng ta dùng c'est. Và nếu nhiều người thì là ce sont. Ce sont les amis de Jérôme. Và câu hỏi thì vẫn là qui. Hỏi một người hay nhiều người vẫn là qui. Qui est, c'est Virginie, hoặc là ce sont les amis de Jérôme. Như vậy chúng ta có nhận xét như sau. Dùng se để xác định danh tính, còn gọi là l'identité. Ví dụ, c'est un ami, hoặc là c'est Paul. Hoặc là để bình luận, c'est facile. Se để xác định cái danh tính, hoặc là để bình luận. Trong khi il y a để diễn tả sự hiện hữu, hay là để định vị, il y a une pharmacie ici. Il y a là có một tiệm thuốc Tây ở đây. Như vậy định vị, ở ngay chỗ này có một tiệm thuốc Tây. Và cũng là để nói lên sự hiện hữu. Đó là sự khác biệt giữa xe và il y a. Và bây giờ dựa trên cách giải thích sự khác biệt giữa xe và il y a, bây giờ chúng ta làm một số bài tập. Bài tập thứ nhất, complete par xe ou il y a. Các bạn hãy bổ túc các bài sau đây bằng chữ xe hoặc là il y a. Và chúng ta nhắc lại xe để xác định danh tính hoặc là để bình luận, trong khi il y a thì nói lên một cái sự hiện hữu hoặc là định vị. Ở đây chúng ta thấy này, để nói lên sự hiện hữu này, có nhiều du khách ở Paris thì chúng ta dùng il y a, bởi vì nói lên một sự hiện hữu ở Paris có nhiều du khách, chúng ta dùng il y a. Il y a beaucoup de touristes à Paris. Nói lên sự hiện hữu. Câu số 2, Budapest. Budapest là tên của một thành phố. Budapest hả? Đó là thủ đô của nước Hungary. Như vậy chúng ta thấy là nói để xác định danh tính này. Budapest là thủ đô. Budapest c'est la capitale de la Hongrie. Chúng ta dùng xe. Câu số 3, có nhiều monument, tức là các đài kỷ niệm và chúng ta cần đi tham quan ở thành phố Roma. Như vậy chúng ta nói về sự hiện hữu. Il y a beaucoup de monuments à visiter à Paris. Dưới từ à đi trước là dùng để nói về mục đích, có nhiều cái monument và cái nhiều cái nơi kỷ niệm cần phải đi tham quan. Còn à phía sau là nói lên vị trí ở thành phố Roma. Câu số 4,
có một trận bóng đá tối nay ở TV, như vậy nói lên một cái sự hiện hữu. Chúng ta dùng Ilia Amach ce soir à la télévision. Ilia Amach ce soir à la télévision. Câu số 5, Molière. Bạn hỏi về Molière hả? Đó là một nhà văn lớn của Pháp vào thế kỷ thứ 17. Vậy ở đây chúng ta xác định thì dùng xe. C'est un grand écrivain français du XVIIe siècle. Chỗ này chúng ta phát âm là XVIIe siècle. Nếu viết ra thì nó như thế này. Và chúng ta đọc là XVIIe. XVIIe, thứ 17, XVIIe siècle. Câu số 6. Có một tiệm bánh mì ở trong khu phố này không? Như vậy chúng ta hỏi có sự hiện hữu của một tiệm bánh mì ở trong khu phố này không? Chúng ta dùng Ilia. Ilia un boulangerie dans le quartier. Ilia une boulangerie dans le quartier. Dùng Ilia. Số 7, très bon. Chúng ta nói về một sự bình luận thì dùng xe. Bình luận, cái này ngon quá hay là tốt quá. C'est très bon. Tốt, ngon, hay thì cũng là chữ bon hết. C'est très bon. Và bây giờ chúng ta cũng là nói về để xác định này. Bây giờ là thứ bảy tuần tới vào lúc 17 giờ. C'est samedi prochain à 17 giờ. Vậy chúng ta đã áp dụng công thức cách giải thích ở bên trên. Khi nói về sự hiện hữu chúng ta dùng Ilia. Khi nói về để giới thiệu, xác định hay là bình luận thì chúng ta dùng xe. Bài số 2 cũng như vậy. Complete the phrase par. Các bạn hãy bổ túc các câu sau đây bằng Ilia, hoặc là phủ định là il n'y a pas, hoặc là xe, ce n'est pas. Ilia là nói lên sự hiện hữu, xe là xác định. Rồi sau đó chúng ta hãy kết nối. Và trước hết chúng ta điền vào chỗ này, no, không có vấn đề gì hết. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Sau il n'y a thì chúng ta có the. Il n'y a pas de problème. Không, rất là dễ. Chúng ta đang bình luận thì dùng se. C'est facile. Câu C, đây là một cái trò chơi điện tử. Gadget là một cái đồ vật gì người ta dùng, người ta sáng tạo ra, rồi người ta bán để mà cho người ta vui chơi thôi, không có lợi ích gì nhiều. C'est un nouveau gadget électronique. Rồi chúng ta đang nói về giới thiệu đặc tính. C'est un nouveau gadget électronique. Oui, ce soir. Đúng rồi, tối nay có một trận bóng đá. Như vậy chúng ta đang nói về sự hiện hữu thì dùng Ilia. Oui, ce soir, il y a un match. Và đây chúng ta cũng xác định danh tính này. Chúng ta dùng xe này. Đó là chị An. Xe An. Và ở đây chúng ta cũng xác định định vị này. Định vị này. Xe 27 rue de la Racière. Và với chúng ta kết nối những câu ở bên tay trái với những câu ở bên tay phải. Người ta hỏi qu'est-ce que c'est, cái gì đây? Thì chúng ta trả lời qu'est-ce que c'est, đây là cái gì? C'est un nouveau gadget électronique. Qu'est-ce que c'est là cái gì đây? C'est un nouveau gadget électronique. Câu số 2 hỏi ai đây, c'est qui? Thì chúng ta có câu trả lời là đó là chị An. C'est An. Câu số 3 chúng ta hỏi il y a problème, có vấn đề gì không? Không, không có vấn đề gì hết. Non, il n'y a pas de problème. Câu số 4,
Quelle est son adresse? Địa chỉ của người ấy là gì? 27 rue de la Glacière. Câu số 5, hỏi, người ta hỏi là c'est facile, có khó không? Chúng ta trả lời là non, c'est facile. Ở câu số 5 chúng ta phải sửa lại là người ta hỏi có khó không? C'est difficile, thì trả lời là không, rất là dễ. C'est difficile, non, c'est facile. Có khó không? Không, không khó, rất là dễ. Và câu số 6, il y a un match, có một trận bóng đá không? Thì chúng ta trả lời là có, tối nay có một trận bóng đá. Oui, ce soir, il y a un match. Và thứ bài số 3, complétez le test par xe, il y a, il n'y a pas. Và chúng ta vẫn dùng quy tắc ở bên trên, xe là để giới thiệu, để nói lên đặc tính, il y a để nói lên sự hiện hữu. Conque là tên của một ngôi làng. Conque, đây là chúng ta giới thiệu. Conque, c'est un petit village de l'Aveyron. Chúng ta giới thiệu thì dùng xe. Conque, c'est un petit village de l'Aveyron. Đó là một ngôi làng nhỏ. Và c'est très joli, và nó rất là đẹp. Chúng ta đang nói đến đặc tính. C'est très joli, rất là đẹp. Có một ngôi nhà thờ thời Trung Cổ. Il y a une belle, chúng ta nói về sự hiện hữu. Il y a une belle église, có một ngôi nhà thờ đẹp. Medieval là từ thời thượng cổ. En hiver, vào mùa đông không có du khách. Mùa đông thì lạnh, không có du khách. Không có du khách thì chúng ta dùng il n'y a pas. Il n'y a pas de, il n'y a pas de touristes. En hiver, il n'y a pas de touristes. Và như vậy thì rất là yên tĩnh, không có nhiều người. C'est très calme. C'est très calme. En été, vào mùa hè, c'est différent. Chúng ta mô tả một cái tình trạng hoàn toàn khác. C'est différent. Il y a des touristes. Có nhiều du khách. Il y a des touristes. Khi chúng ta mô tả hoặc là nói lên một cái đặc tính thì dùng xe. Khi chúng ta nói lên một cái sự hiện hữu thì dùng il y a. Donc, c'est un petit village de l'Aveyron. C'est très joli. Il y a une belle église médiévale. En hiver, il n'y a pas de touristes. C'est très calme. En été, c'est différent. Il y a des touristes. Và dưới đây là một cái hình ảnh. Một cái hình rất là đẹp của làng quê tên là Conque ở vùng Aveyron. Xin chào tất cả mọi người.